Nối tiếp bản tin sẽ là những thông tin về World Cup đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua Maroc đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Tây Ban Nha 3-0 ở loạt luân lưu cân não, qua đó những chú sư tử Aslat lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết World Cup. Chứng kiến đội tuyển thân yêu xuất sắc hạ gục Tây Ban Nha, người hâm mộ Maroc trên khắp châu Âu đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích lịch sử. Đêm ngày 6 tháng 12, các thành phố lớn ở châu Âu như Paris, London, Brussels, Berlin và Rome đã chứng kiến các cuộc diễu hành trong kèn, cờ và hoa của hàng ngàn người. Hầu hết trong số này là người gốc Morocco đang sinh sống tại châu Âu. Cầu đồng người Morocco chiếm một phần không nhỏ dân số tại lục địa già, vậy nên khi đổ ra đường, họ đủ sức tạo nên sự huyền áo, không khác gì cảnh người dân địa phương ăn mừng thắng lợi của đội nhà. Tờ 24 viết, Giữa bầu không khí lễ hội đặc biệt, hàng nghìn người Morocco định cư ở châu Âu đã đổ về những con đường quan trọng nhất và quảng trường chính của các thủ đô, cũng như các thành phố lớn, bày tỏ niềm vui sướng tột độ và niềm tự hào không gì sánh được sau chiến tích lịch sử của đội tuyển quốc gia, đó là lọt vào tứ kết World Cup. Đàn ông và phụ nữ, già trẻ lớn bé đều tham gia, họ vẫy cờ Morocco, họ hát vang ca ngợi nỗ lực đóng góp của các cầu thủ, cộng hưởng với sức nóng ở quê nhà. Có thể nói, cộng đồng người Morocco đã làm nên một đêm huyên náo trên khắp châu Âu. Còn tại Morocco, các đường phố trở nên sôi động với người hâm mộ diễu hành qua các con phố, cầm theo pháo sáng. Các con đường bị tắc nghẽn do lượng người ủng hộ quá lớn ở nơi công cộng. Có lẽ chưa có chiến thắng nào của một đội tuyển tại World Cup 2022 tạo ra hiệu ứng lan tỏa như đội tuyển Morocco. Họ cũng là bất ngờ duy nhất ở vòng 18 năm nay khi các đội bóng được đánh giá mạnh hơn đã giành chiến thắng dễ dàng, thậm chí thắng rất đậm như Bồ Đồ Nha vùi dập Thụy Sĩ 6-1, Brazil đánh bại Hàn Quốc 4-1, Anh hạ gục Senegal 3-0. Với chiến thắng trước Tây Ban Nha, Morocco trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup kể từ 2010. Các đội bóng châu Phi từng lọt vào tứ kết World Cup là Ghana, 12 năm trước ở Nam Phi, Senegal năm 2002 và Cameroon năm 1990. Và vòng trong, Morocco sẽ gặp Bồ Đồ Nha vào tối ngày 10 tháng 12. Chắc chắn không chỉ cộng đồng người Morocco ở châu Âu, người Morocco ở quê nhà, mà rất nhiều người dân châu Phi cũng đang ủng hộ đội bóng này tiếp tục làm nên kỳ tích.